Xác định nguyên các chất X, Y, Z, T và viết trường hợp các phản ứng xảy ra theo mô tả rồi. X là nguyên tố kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất nhẹ màu trắng bạc. X là nhôm đúng không? X là X tan đúng không? X tan được. Là cái đó là để con viết quy trình vẫn đó. Dạ. Yeah. X tan được trong cả cái gì HCl ở Việt Nam ha. Vì X là nguyên tố ở kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất đúng không? Nhẹ màu trắng bạc. Nên X là Al. Nên suy ra X là Al. Bây giờ để nó X tan cả trong gì HCl và NaOH, chúng ta viết trình vẫn vào 2 lần Al cộng 6 lần HCl. Viết trình vẫn của nó với HCl với NaOH rồi ra 2 lần AlCl3 cộng 3 lần H2. Thứ nhì là 2 lần Al cộng 2 lần NaOH cộng 2 lần H2O. Hai lần là ALO2 cộng 3 lần H2. Y là chất không màu độc. Y được tạo chất khí nha. Y là khí không màu độc. Y tạo được cái tụ đồng màu đen với chỉ siêu với 4. Rồi. Như vậy là cái chất khí mà tạo được cái tụ màu đen với nhị sư uống là ai hả? Màu đen à? Nó khí không màu độc rồi tạo được cái tụ đen CO à? Với dung dịch CO độc mà đâu có đâu. Khí mà. Ủa, khí CO. Khí CO lại không tạo được cái tụ màu đen với lại sư uống. Khí H2S. Ủa, H2S đang có một H. Đâu có con, con đâu ghi mùi trứng ung đâu con. Đúng không? Ghi mùi trứng ung thì lộ hết rồi. Đúng không? Mùi trứng ung đứa nào chẳng biết. Y là chất không màu. Nhưng mà cái tụa đen với sư uống là có thể đoán được. Đó là H2S. Rồi, có ghi thêm câu sau là Y tạo được cái tụa màu đen. Có chứ, còn phải ghi đó chứ. Còn khí không màu đọc thì nhiều khí lắm. Dù SO2 cũng đọc nè. Đúng không? Có ghi cái câu thứ ba dùng nhật Y. Không, đấy. Nên là để con viết trình vẫn đó. Ở đây chúng ta nhớ viết phương trình vẫn của H2S với sự 4 nha. Là cái phương trình nãy là CO là màu đen rồi. Đúng rồi, CO là màu đen. Rồi FS cũng màu đen, BBNO3, BBS cũng màu đen. Rồi dung dịch Y để lâu, để ngoài không khí một thời gian thấy xuất hiện cái tụ ổn độc màu vàng, bởi vì H2S nó sẽ tác dụng với O2 trong không khí. Nó sẽ bị oxy hóa chậm bởi O2 của không khí để tạo thành chất rắn màu vàng là bột lưu huỳnh sulfur. Tôi còn giải thích cho nó không? Không, còn gì viết trình thôi mà. Đúng không? Để lâu trong khí thì H2S nó sẽ bị oxy hóa bởi oxy khí tạo thành lưu huỳnh. Chính lưu huỳnh là làm cho cái dung dịch của nó là xuất hiện cái vẩn đục màu vàng. Có thể độ không? Không, để lâu trong khí mình đâu có đun gì đâu, đúng không? Lỡ nhiệt độ không, lỡ cái nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ ngoài giờ của mình bằng nhau à? Ủa, cái lưu huỳnh nó xuất hiện trong mũi lửa chứ, không cần mũi lửa chứ. Nhưng mà khi phun trào dung nham là trong lòng đất là có lưu huỳnh cháy mà. Còn đây là dung dịch H2S mà. H2S cộng rồi chất thứ ba. Cái phương trình mà để ngọt không khí là cái gì không? Nó cộng oxy để ra chất cái tủa lưu huỳnh và nước đúng không? Cái tủa mà vẫn được màu vàng là lưu huỳnh đó. Sao? Bây giờ cái C là gì đây? Đó là hợp chất của mang nguyên tố được thành viên nhiệt con đá vôi. CaO. À quay. À, CaO. Đang không phải là CO2 không? Ok. Lỡ là CO2 đây. Cái nước có nhiều nhiệt.
cô giấy với nước tỏa nhiệt gì thì có thể CaO thôi. Đúng rồi, chính xác. Rồi ghi vô. Chết là hợp chất gồm hai nguyên tố. Không có chết một, chết hai đâu rồi. Không có còn số lượng nào. Có chứ, mình viết chương trình rồi, mình chỉ ra đâu là giấy một, rồi lấy giấy hai. Là được tạo thành, được tạo thành khi nhiệt phân đá vôi phởn với nước tỏa nhiều nhiệt. Ghi cái yếu tố đó là nha, phởn với nước tỏa ra nhiều nhiệt, suy ra là Z là CO. Chúng ta sẽ viết các phương trình phản ứng. Thứ nhất là nhiệt phân đá vôi. Cái gì mà có đề cập đến mà có xảy ra vẫn là không phải viết hết. Đấy chưa nè. Nhiều bạn là viết cái quyển phản ứng nhiệt phân đá vôi này đây. Phản của Z với nước tỏa ra nhiều nhiệt, CaO cộng với nước. Phản này là phản tồi vôi đây đúng chưa? Rồi. Dung dịch Z1 là ai đó? Rồi CaOH2 lần. À, Z1 là ghi trên đảo không? Ghi ngoặc, mở ngoặc ra luôn được. Ngoặc ra điện trừ. Không, mà con ghi dung dịch nó là dung dịch CA, Z1 dung dịch CaO2 lớn. Khi cho nhiệt H3 vừa phản với dung dịch cô độc với tủa. H3PO4. CA3PO4 cả hai lần thôi. Cái tủa màu trắng đó. CA3PO4 là axit nè. Tham gia ứng trung hòa với CaOH hai lần tạo thành muối không tan nước. Đó đấy là CA3PO4 hai lần. Là ghi ra thẳng luôn à. Là ghi ra làm ghi phương trình là mình xác định luôn. Mình ghi ra luôn chứ. Cái tủa Z2 thì mình có thể làm dấu cái tủa xuống là xong. Sao? Nhớ ghi dấu cái tủa vào nghe, còn không con phải trả lời cái tủa là ai nha. T là cái phong màu màu hắc độc. Đây là mức màu nhiệt nước boron là khoảng độ dung dịch của trong dưới là CaO2. Đúng rồi, T là chất khí không màu, mùi hắc. Nghe chữ mùi hắc độc là đoán rồi đó. Là mất màu dung dịch nước brom và làm hắc bị đổi lại phải là vẫn đục dung dịch nước vô trong dư. Cho nên suy ra là T là SO2 đúng nha. Rồi SO2 làm nhạt màu nước brom bởi vì nó tác dụng với nước brom để ra hai chất không có màu, đó là H2, SO4 và HBr. Nếu như là SO2 tác dụng với nước vô trong dư thì sẽ cho ra cái tủa là xe ái đồ. Và ghi hết con nó luôn rồi không? Đúng rồi. Chứ nếu chị mùi đò không màu H độc thì chị mình cũng khó loại trừ được hết đúng không? Mà mình nghĩ tới cái